thêm hai ca khúc của giấc dưỡng nghi án đạo nhạc quan ngữ trong khi em dì ơi và bản đề mô thứ giấc cần là melody của giấc dẫn còn đang nằm trong nghi án đạo nhạc thì mới đây dần đen tiếp tục gia vào người nam ca sĩ này cụ thể hoa hải đường và đom đóm chính là hai ca khúc tết theo bị dân mạng đem ra mổ xẻ vì nghi án đạo nhạc quan ngữ những ngày qua bên cạnh sơn tùng mtb nhất là cái tên bị nhiều người gọi tên nhiều nhất khi chính phải nghi án đạo nát từ em dì ơi của khi còn hợp tác với người cũ cả ICM liên tục bị đưa ra mẫu sẽ là ăn cắp ý tưởng từ dì I em ra đi của Akira Phan. Đến một bản demo bị tố đạo nhái nhạc phẩm của Selena Gomez là ít ente. Lâm xâm kế trên chưa hết, nhắc lại tiếp tục giữ nghị án đạo nhạc với hai ca khúc đom đóm và Hoa Hải Đường. Cụ thể, Hoa Hải Đường được cho là có sự tương đồng với thiên địa vô xương, bản nhạc phim truyền hình đình đám bằng ảnh hoa ngữ là hương mật tự khói xương. Trong đoạn clip so sánh, khi đặt hai ca khúc cạnh nhau sẽ thấy rõ điệp khúc với bản bích dồn dập có nét tương đồng. Trong khi đó, đơm đóm lại được cho rằng lấy ý tưởng của sứ Thanh Hoa của Châu Kiệt Luân. Nhiều người cho rằng đơm đóm có vài câu hát gần như trùng lập giai điệu với sứ Thanh Hoa. Đặc biệt, đơm đóm cũng là sản phẩm mà Hot Simmer Virus chịu trách nhiệm với vai trò music producer sản xuất âm nhạc. Chỉ trong một thời gian ngắn, lập bản hít đình đám của giấc bổng chốc đều bị khai cuộc vì nghi án đạo nhái. Tính riêng kể từ khi giấc tách ra solo, anh tung ra ba sản phẩm thì đã có đến hai dính vào lùm xùm đạo nhạc. Hiện, Nhất dần quyết định giữ im lặng cho tới thời điểm hiện tại. Đáng nói, từ trước đến nay, nhắc hầu như rất hiếm khi dính vào những lùm xùm liên quan đến việc đạo nhạc. Tuy nhiên, giữa cơn bão của Sơn Tùng, việc Nhất bị soi là điều không thể tránh khỏi khi nam ca sĩ này thường xuyên được cho rằng sẽ xoán ngôi giọng ca chúng ta của hiện tại trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.